Justice League Snyder Cut sẽ không có cảnh quay lại với dàn vai chính. Tenet khó hiểu đến mức diễn viên cũng không biết đang đóng phim gì. Số phận của cướp biển vùng Caribe phần 6. Justice League Snyder Cut sẽ không có cảnh quay lại với dàn vai chính. Thông tin bom xịt Justice League ngày nào nay đã ra mắt phiên bản mơ ước Snyder Cut, được tất cả các fan mong chờ sẽ được trình chiếu trên HBO Max vào năm sau, thật sự là cơn mưa dầm cho mùa hè khô hạn đối với các fan DC. Đây được xem là thành quả tuyệt vời cho nỗ lực không nghỉ của cộng đồng fan DC với phong trào Release Snyder Cut kéo dài trong suốt nhiều năm qua. Dự kiến phiên bản này sẽ tiêu tốn của Warner Bros. Khoảng 30 triệu đô la và kéo dài khoảng 3 tiếng rưỡi đến 4 tiếng. Phim sẽ có thể được chiếu thành một movie dài hoặc chia nó ra làm nhiều tập. Tuy nhiên, một báo cáo mới đây thì phiên bản mới sẽ không có bất kỳ cảnh quay thêm nào với dàn diễn viên chính, mà chi phí chủ yếu được dùng để hoàn thiện hậu kỳ các cảnh quay kỹ xảo cũng như các bản chiếu rạp. Có rất nhiều cảnh quay chưa hoàn thiện của phim được tung đầy trên YouTube, các fan có thể tìm xem được. Tuy nhiên lần này, các cảnh quay ấy sẽ được hoàn thiện để cho trải nghiệm cuối cùng được trọn vẹn nhất. Tenet khó hiểu đến mức diễn viên cũng không biết đang đóng phim gì. Bộ phim mới nhất của đạo diễn thiên tài Christopher Nolan có một câu chuyện phức tạp xoắn não đến mức ngay cả các diễn viên cũng cực kỳ vật vã, cũng chưa chắc hiểu nổi khi tham gia diễn xuất. Ngôi sao của phim John David Washington cho biết anh không được biết hết kịch bản đầy đủ và thật sự không biết bộ phim sẽ nói về điều gì. Thật sự phim của Nolan hắc não thì khỏi phải bàn, nhưng lần này có vẻ nó lại được nâng lên một tầm cao mới. Một ít thông tin về phim được tiết lộ khi phim nói về gián điệp quốc tế và thao túng thời gian. Phàm cái gì mà đụng đến thời gian đều sẽ mệt mỏi để hiểu được. Nhưng cứ tin tưởng vào Nolan là dù có xoắn não cỡ nào thì đây sẽ lại là một tác phẩm xuất sắc đây. Số phận của cướp biển vùng Caribe phần 6. Theo như dự kiến, Cướp biển Caribe phần 6 sẽ được tái khởi động vào năm 2018. Tuy nhiên, sau 2 năm, số phận của nó vẫn mang tên đang phát triển. Sau khi đồng biên kịch của Deadpool từ bỏ dự án vào năm 2019, thì Disney đã chọn các tay viết như Craig Mazin và Ted Elliott tham gia vào dự án. Năm 2018, chủ tịch Disney đã có ý tưởng lọc máu lại bộ phim tương tự như Bumblebee ở Transformer. Nhưng vẫn còn nhiều lấn cấn về mặt sản xuất. Tuy nhiên, nhà sản xuất Bruckheimer đã có những gợi ý về kịch bản và sẽ sớm hoàn thành. Điều này được các nhà phân tích đưa ra dự đoán phần 6 sẽ ra mắt vào năm 2022-2023, nhưng cũng chưa chắc. Ngoài ra, một câu hỏi lớn là Johnny Depp sẽ quay lại với vai diễn huyền thoại của mình hay không thì cũng chưa rõ. Dường như một bộ phim cướp biển mà không có Jack Sparrow thì thật sự khó coi. Tuy vậy, sự tụt giảm của Depp gần đây cũng khiến điều này trở nên khả thi hơn. Nghe qua thì đường ra rạp của franchise này sẽ còn bấp bênh lắm đây. Nhớ share, like, subscribe cho YouTube CGV Cinema Việt Nam để đón chờ nhiều clip mới nha. Xin chào và hẹn gặp lại.